Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón hình Minion như thế này. Thì đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón. Đây. Đối với mẫu này, từ phần đỉnh nón đến phần vành nón, các bạn có thể tăng giảm size hoặc là phối màu để phù hợp cho người lớn tuổi hoặc là trẻ nhỏ cũng được ha. Và mẫu này mình móc cho trẻ nhỏ nên mình có làm sợi dây buộc để bé khi đội vào nó không có bị tuột ha. Có thêm một cái nút thắt ở đây nè. Đây. Một mẫu nón Minion như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình sợi dệt màu trơn ha. Sợi dệt có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc ở đây thì mình dùng kim hai đầu, dùng đầu to, đầu số 4. Những bạn nào không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể so sánh đầu kim mà các bạn có với sợi len. Khi đưa đầu kim vào so sánh nè thì độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ gần bằng độ dày của sợi len ha. Thì mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len. Thước dây dùng để đo size ha. Và một cái nút thắt. Thì cái nút thắt này ha, các bạn sử dụng để luồn sợi dây vào nè, cho cái sợi dây của mình nó vừa khớp với phần cổ ha, giúp cho cái phần thân nón nó không bị tuột. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sử dụng cho mình một sợi len khác màu ha. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ nè, sau đó xỏ vào cái vòng tròn này. Thì cái sợi len này nó sẽ giúp mình có thể đánh dấu được điểm kết thúc của mỗi vòng ha. Từ đây các bạn móc cho mình vào cái vòng tròn này một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn rồi, móc tiếp vào vòng tròn này 8 mũi nửa kép. Thì vòng tròn này mình sẽ có tổng cộng là 9 mũi móc ha. Nửa kép thứ nhất nè. Mũi nửa kép thứ hai. Nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Nửa kép thứ năm. Mũi nửa kép thứ sáu. Mũi móc thứ bảy. Mũi móc thứ tám. Khi có được 8 mũi nửa kép và mũi móc đơn, vòng tròn này mình có được 9 mũi móc rồi ha. Thì các bạn nắm cho mình sợi len ngắn màu vàng nè, quốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình được nhỏ lại. Thì như vậy là mình hoàn tất được vòng đầu tiên với 9 mũi móc ha. Một mũi móc đơn và 8 mũi nửa kép. Thì ban đầu mình có luồn một sợi dây màu đen vào bên trong nè. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len ở phía ngoài, tức là cái đầu len ở phía ngoài ha, đưa xuống dưới. Mẫu nón này mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ không kết mũi. Ta đưa sợi len xuống phía dưới rồi thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên á, móc cho mình vào đó 2 mũi nửa kép vào chân của mũi móc đơn ha. 2 mũi nửa kép. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc thứ hai. Mẫu nón này mình không kết mũi, mình móc xoắn ốc nè, thì sợi len này nó sẽ giúp mình đánh dấu được điểm kết thúc của vòng 1 và bắt đầu vòng thứ hai ha. Ban đầu mình có 9 mũi móc cho vòng thứ nhất thì nó sẽ tạo ra 9 chân móc cho vòng móc thứ hai. Chân đầu tiên mình móc được 2 mũi nửa kép thì làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Chân móc thứ ba móc 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ tư móc 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ năm cũng tương tự ha, móc 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ sáu 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ bảy móc 2 mũi nửa kép. Chân móc thứ tám tương tự, móc 2 mũi nửa kép. Và chân thứ 9, chân cuối cùng cũng móc 2 mũi nửa kép. Cuốc thật mạnh sợi len ngắn ha, cho vòng tròn nó nhỏ lại nè. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai của mình có tổng cộng là 18 mũi móc ha. Lúc này kết thúc thì các bạn đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu nè. Vòng móc thứ hai mình có 18 chân móc,
thì các bạn sẽ móc cho mình ở vòng móc thứ ba như sau. Chân đầu tiên móc một mũi nửa kép, chân móc thứ hai móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta có được một cụm móc đầu tiên, một mũi nửa kép, sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc. Các bạn sẽ móc cho các chân móc còn lại tương tự như vậy nha. Tức là mình sẽ móc xen kẽ nè, chân kế bên một mũi nửa kép, chân kế tiếp hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta có được cụm móc thứ hai, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, một mũi nửa kép, sau đó là hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng cái cụm móc như thế này ha, thì cái vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 9 cụm móc. Một mũi nửa kép, sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc ha. Cụm thứ hai nè. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy. Cụm móc thứ tám và cụm móc thứ chín. Ta tăng được tổng cộng là 9 mũi móc cho vòng móc thứ ba. Thì từ đây tiếp tục đưa cho mình cái đầu dây mà mình vừa đưa lên nè, đưa xuống phía dưới để mình đánh dấu kết thúc vòng này ha. Ở vòng móc thứ tư thì các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ta sẽ dựa vào vòng móc ở bên trên nó. Vòng móc ở bên trên của mình là một mũi nửa kép, sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc ha. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi nửa kép lẻ ở mỗi chân lên hai mũi, tức là mình sẽ có hai chân liên tiếp nè. Mỗi chân là một mũi nửa kép. Khi được hai mũi nửa kép vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Ta được một cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại đến cuối vòng. Hai chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép. Chân kế tiếp là hai mũi cùng chân móc ha. Ta cũng có được cụm thứ hai nè, móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, hai mũi nửa kép mỗi chân, sau đó là hai mũi nửa kép cùng chân móc. Sau khi đã móc các cái cụm móc cho đến cuối vòng nè, thì vòng móc thứ tư này của mình cũng có tổng cộng là 9 cụm móc như thế này ha. Hai mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân nè. Cụm thứ hai, cụm thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm móc thứ bảy, cụm móc thứ tám và cụm móc thứ chín. Ta cũng tăng được 9 mũi móc cho vòng móc thứ tư này. Thì ở hàng móc thứ năm các bạn cũng làm tương tự cho mình. Ta cũng dựa vào hàng móc ở bên trên nó. Hàng móc bên trên có bao nhiêu mũi mỗi chân thì hàng phía dưới sẽ tăng lên cho mình một mũi ha. Kết thúc mỗi vòng thì cũng đưa sợi len lên xuống để đánh dấu nè. Vòng móc thứ năm này dựa vào vòng móc thứ tư, ta có 3 mũi mỗi chân, tức là nó sẽ hơn cái hàng phía trên một mũi ha. Được 3 mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ móc hai mũi cùng một chân móc. Như vậy là mình có được cụm móc như thế này. Các bạn móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha. Và các cái vòng móc tăng tiếp theo các bạn cũng dựa cho mình vào hàng móc ở bên trên nó. Hàng móc bên trên của mình có bao nhiêu mũi mỗi chân thì hàng phía dưới mình sẽ tăng lên một mũi. Tức là cái số mũi mỗi chân này nè, nó sẽ hơn nhau một mũi ở mỗi vòng móc nha. Ta cứ móc xoắn ốc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với vòng đầu mà các bạn móc. Thì cái cách tăng size này nó cũng tương tự như các cái mẫu mà mình móc mũi móc đơn á.
nhưng mà nó chỉ khác là mình sẽ sử dụng mũi nửa kép và vòng đầu mình có 9 mũi móc, thì mỗi vòng móc mình sẽ tăng được 9 mũi móc ha. Ta sẽ móc xoắn ốc thêm nhiều vòng móc tương tự cho đến khi đạt được size của vòng đầu là được. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là 2 mũi cùng một chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha. Sau khi các bạn đã móc tăng cho mình thêm nhiều vòng móc, lúc này vòng tròn của nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size nè. Đầu tiên thì các bạn cần xác định cho mình cái số đo vòng đầu mà các bạn cần móc là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây số đo vòng đầu của mình cần móc là 46cm ha. Thì khi có được cái số đo vòng đầu rồi, sử dụng cho mình 1cm của thước dây. Các bạn sẽ so cho mình 1cm này nó bằng bao nhiêu mũi móc mà các bạn móc được nè. Thì ở đây 1cm của mình nó tương đương bằng 2 mũi móc, sắp xỉ gần bằng 2 mũi móc ha. Thì đối với cái mẫu nó mà mình sử dụng chất sợi á, nó sẽ có cái độ co giãn vừa phải. Các bạn sẽ đo cho mình ước chừng là được ha, 1cm bằng bao nhiêu mũi móc. Ở đây 1cm của mình bằng 2 mũi móc nè. Các bạn sẽ lấy cho mình cái số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1cm thì mình sẽ ra được tổng số mũi móc của cái vòng cuối cùng mà mình cần tăng. Cái vòng mà mình vừa tăng này nó có được 90 mũi móc. Thì đối với cái số đo mà mình cần móc là nó sẽ có 92 mũi móc ha. Ta còn thiếu 2 mũi nữa nó sẽ đạt được vòng đầu là 46 nè. Thì các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len lên phía trên và mình tăng mũi ở cái vòng móc này ha. Ta cũng móc tương tự. Mỗi chân là một mũi móc nửa kép vào mỗi chân móc. Và ta cũng tăng size tương tự như các cái vòng móc bên trên trước đã ha. Cụm này khi mình đã tăng lên số mũi nửa kép lên một mũi so với hàng bên trên rồi nè. Chân kế tiếp móc 2 mũi nửa kép vào cùng chân móc. Như vậy là ta đã tăng được một mũi rồi nè, mình có được 91 mũi rồi ha. Thì tiếp tục các bạn sẽ tăng cho mình thêm một cụm. Ta sẽ móc tương tự như cụm đầu tiên ha. Được các cái mũi nửa kép vào mỗi chân móc rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi nửa kép cùng chân móc ha. Ta tăng thêm được một mũi móc ha. Thì lúc này cái vòng tròn này nó đã đạt được 92 mũi móc. Thì 92 mũi này nó đã bằng với cái số đo vòng đầu mà các bạn cần móc rồi. Thì các cái cụm tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi nữa nha. Ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc là được. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì kết thúc mỗi vòng ta đều đưa sợi len lên xuống để mình có thể đánh dấu được điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng tiếp theo. Thì như vậy là tổng số mũi móc của mình ở cái vòng cuối cùng này nó đã đạt được cái số mũi móc mà mình cần có ở cái vòng đầu rồi. Thì các bạn cứ móc xoắn ốc tương tự thêm nhiều vòng móc và ta không tăng mũi nữa. Cho đến khi mình gặp đôi phần thân nón lại. Chiều cao từ phần đỉnh nón đến phần mình thêm cuối cùng nó sẽ bằng đến phần tay của bé là được ha. Thì cái số đo chiều cao của nón mình cũng có để ở phần mô tả. Các bạn cũng có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo ha. Ta cứ móc xoắn ốc tương tự nè, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi mình đã móc xoắn ốc thêm nhiều vòng móc nữa, lúc này chiều cao từ cái phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình đang móc đây nè, còn 1/3 nữa nó sẽ đạt được cái chiều cao mà mình cần có cho phần thân nón. Thì ở đây đối với những bạn nào mà muốn phối mini on lên thân nón ha, thì các bạn móc cho mình 2/3 chiều cao thân nón, sau đó mình sẽ tiến hành thay một hàng màu đen. Thì để thay màu nè, các bạn cũng đưa cho mình sợi len lên xuống để mình đánh dấu nha. Móc cho mình tầm khoảng 5 cho đến 7 mũi móc đều nhau nè.
Khi mình đã có được một vài mũi móc nửa kép rồi thì tiếp theo mình sẽ tiến hành thay màu cho phần thân nón. Thì để thay màu, đưa cho mình sợi len màu đen ra phía sau. Lúc này các bạn sẽ móc cho mình giấu luôn cái sợi len màu đen vào trong mũi móc màu vàng nè. Các bạn lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp ha. Khi đâm kim vào chân này, đưa cho mình sợi len màu đen ra phía sau. Tức là mình móc mũi màu vàng này, giấu sợi len màu đen vào trong mũi móc. Như vậy là lúc này sợi len màu đen của mình nó đã được giấu vào trong mũi móc đầu tiên này rồi nè. Thì để thay màu mũi móc thứ hai, lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp. Khi móc các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len thừa màu đen ngắn này nè, móc giấu vào trong mũi móc ha. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len màu vàng qua chân móc. Lúc này trên kim có 3 đường móc, các bạn tiến hành thả cho mình cái sợi len màu vàng và cầm sợi len màu đen lên. Kéo sợi len màu đen qua 3 chân móc. Thì lúc này mũi móc của mình nó đã đổ sang màu đen rồi ha. Các bạn sẽ móc tiếp cho các chân móc còn lại nè. Khi móc thì mình sẽ giấu luôn sợi len thừa màu đen và cái sợi len màu vàng này ha. Ta sẽ móc giấu luôn cái sợi len này vào trong mũi móc. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi nửa kép ha. Móc giấu luôn cho mình hai sợi len đó vào trong mũi móc nha. Thì như vậy là mình đã thay được màu cho phần thân nón ha. Mặt sau nè, giấu vào trong mũi móc. Các bạn sẽ móc cho mình một nửa thân nón là màu đen. Và khi móc giấu được sợi len màu đen rồi, các bạn cũng giấu luôn sợi len màu vàng cho đến hết cái đoạn màu đen này ha. Sau khi đã móc cho mình được một nửa thân nón là màu đen rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu vàng. Thì đối với cách thay màu ở cái phần thân nón có hai cách để các bạn có thể móc thay màu ha. Thì đây là cách thứ nhất nè. Các bạn tiến hành lấy len màu đen lên trên kim, sau đó đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo sợi len màu đen qua chân móc. Được 3 mũi màu đen trên kim thì tháo cho mình sợi len màu đen và thay màu vàng lên tay. Kéo sợi len này qua 3 chân móc. Lúc này mình đã thay được màu vàng rồi thì tiếp tục mỗi chân móc một mũi nửa kép và ta cũng móc dấu sợi len màu đen vào trong mũi móc nè. Móc cho mình các cái mũi nửa kép ha. Để ý cho mình khi mình móc các cái mũi móc và giấu sợi len vào trong mũi móc nè. Những bạn nào mà móc cái mũi móc nó không khít á thì nó sẽ bị hở cái sợi len ra ngoài. Nó sẽ làm cho phần thân nón của mình không được thẩm mỹ ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai để thay màu. Tháo cho mình các cái mũi móc này ra ha. Cách thứ hai, các bạn sẽ thay cho mình cái sợi len màu vàng lên trên. Và lúc này khi thay màu ta cũng làm tương tự. Lấy len màu đen và đâm kim nè. Kéo len, sau đó đưa cái sợi len màu vàng lên trên tay. Kéo sợi len màu vàng qua 3 chân màu đen. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân làm một mũi nửa kép và mình sẽ không giấu sợi len thừa nha. Đây, cái sợi len này lúc này nó như thế này, nằm ở phía ngoài nè. Cứ móc tiếp các cái chân móc kế tiếp nè, mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Đây, sợi len của mình nó không có bị lộ ra ngoài nữa ha.
Sợi len màu đen này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa đủ dài và mình sẽ cắt đoạn len này đi. Sau đó móc tương tự cái sợi len màu vàng này cho đến cái đầu len màu đen ha. Móc tương tự cho mình cho đến đây nha. Sau khi đã móc các cái mũi nửa kép màu vàng cho đến cuối vòng móc này rồi thì lúc này các bạn tiếp tục đưa cho mình sợi len màu đen xuống phía dưới để mình đánh dấu. Ta tiếp tục móc mũi nửa kép cho các cái chân móc này ha. Mũi tiếp theo mà mình cần thay đó là cái mũi nửa kép sát cái màu đen này nè. Đây ha, chân móc mình bắt đầu thay màu nè. Thì các bạn cũng làm tương tự cho mình. Đối với những bạn nào mà móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn á, thì khi móc á, cái sợi len đó nó sẽ chạy theo cái mũi móc mình đến đây. Thì lúc này mình sẽ làm tương tự ha. Ta cũng lấy len và đâm kim vào chân móc đó. Sau đó kéo len và các bạn sẽ thả sợi len này thay sợi len khác lên. Còn đối với cái mẫu này mình không có kéo cái sợi len đi theo nè, thì các bạn tiến hành đưa cho mình cái sợi len còn lại ra phía sau và mình sẽ làm tương tự như cái hàng đầu tiên ở đây. Ta đưa sợi len ra phía sau nè, lấy len màu vàng đâm kim vào chân màu vàng cuối cùng, sau đó kéo len qua chân móc, đưa sợi len màu đen ra phía sau ha, kéo len màu vàng nè, sau đó thay màu đưa cái sợi len màu đen lên trên và móc sợi len màu đen này qua ba chân móc. Ta thay được màu đen lên kim rồi nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân sẽ móc một mũi nửa kép và cũng giấu sợi len vào trong mũi móc ha. Lúc này mình sẽ giấu hai sợi màu vàng và màu đen vào trong mũi móc. Mỗi chân móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì khi cứ móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc nè, thì mặt trong của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại đến cái đoạn gần cuối của sợi màu đen này. Khi móc đến những chân móc gần cuối của đoạn màu đen rồi, ban đầu mình có chừa ra sợi len thừa ở cái hàng bên trên ha. Thì lúc này khi móc các cái mũi cuối cùng này, các bạn giấu sợi len màu vàng thì mình cũng tương tự giấu luôn sợi len màu đen thừa này vào trong mũi móc. Móc tương tự cho mình cho đến đoạn cuối màu đen ha. Ta có được hai hàng màu đen cho cái phần thân nón rồi thì tiếp tục các bạn sẽ tiến hành thay màu vàng và lúc này mình sẽ không cần màu đen nữa. Điểm cuối cùng mà mình thay màu là chân móc màu đen cuối cùng ha. Ta cũng lấy len và đâm kim vào chân màu đen cuối cùng nè, kéo len qua chân móc, sau đó đổi sợi len lên tay và kéo sợi len màu vàng qua ba chân màu đen. Tiếp tục các chân còn lại, mỗi chân làm một mũi nửa kép và không giấu sợi len nữa nha. Cắt cái đoạn len này đi. Sau đó lắp tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi nửa kép.
Tương tự cho mình cho đến đầu móc bên kia nhé. Khi móc đến cuối vòng và cũng đánh dấu điểm kết thúc vòng này ha, và móc cho mình thêm một đoạn hàng màu vàng nè. Thì lúc này cái độ dày của màu đen nó đã vừa đủ cho phần thân nón rồi, thì mình sẽ không thay màu đen nữa. Các bạn sẽ móc cho mình các cái hàng mũi nửa kép màu vàng nha. Và ta cũng móc xoắn ốc tương tự nè. Mỗi chân ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc là được. Móc tương tự cho các chân móc còn lại, cho đến các cái chân móc gần cuối của hàng màu đen nè. Thì ban đầu mình cũng có chừa ra một sợi len thừa ở đây nữa. Thì khi móc các cái mũi móc ở cái đoạn này, các bạn cũng giấu cho mình sợi len này vào trong mũi móc nè. Đây thì khi mình cứ móc giấu sợi len vào trong mũi móc thì cái mũi móc của mình nó sẽ được hoàn thiện hơn ha. Thì khi mình cắt len nó sẽ không phải giấu len nhiều. Móc xoắn ốc thêm nhiều vào móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng với chiều cao của thân nón mà các bạn móc là được. Như vậy là khi mình đã đạt được cái chiều cao của phần thân nón rồi thì mình sẽ kết thúc cái mũi ở đây và mình bắt đầu móc cái phần vành ha. Đây là cái cách mình giấu len ở cái đoạn màu đen nè. Để kết thúc được vòng móc này và mình thay màu tạo cái phần vành á, các bạn cũng móc cho mình đến cái chân móc cuối cùng của vòng này. Thì ở chân móc cuối cùng này, thay vì móc mũi nửa kép, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Chân móc kế tiếp sẽ là chân móc đầu tiên của hàng kế tiếp ha, là cái chân mà mình có cái sợi len đánh dấu nè. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên đó và mình di chuyển kim đến chân thứ hai. Ở đây mình sẽ bỏ qua một chân đầu tiên ha, móc vào chân thứ hai một mũi dời. Sau đó kéo dài cái sợi len và cắt len. Ta dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo cái sợi len thừa này ra phía sau. Ta giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần thân nón như thế này. Đây là điểm kết thúc phần thân nón ha. Giấu sợi len vào trong mũi móc. Thì sau khi đã hoàn tất được phần thân nón rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu để móc cái phần vành nón. Để xác định được hàng tăng mũi đầu tiên của phần vành nón, các bạn sẽ quay ngược lại cho mình phần đỉnh nón. Thì phần đỉnh nón mình sẽ lấy cái vòng mà mình tăng chính mũi cuối cùng. Những bạn nào mà không xác định được cái vòng đó thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái sợi len mình đánh dấu điểm kết thúc nè. Phía bên tay mà mình cầm kim ha, giống từ dưới lên trên. Gặp cái chân móc mà mình móc hai mũi nửa kép cuối cùng thì đây sẽ là cái cụm của cái vòng mà mình tăng đều cuối cùng ha. Đây, cái cụm này được tính từ hai mũi nửa kép mà mình móc cùng chân móc này nè. Đây, tính từ đây ha, đi qua thì các bạn sẽ đếm cho mình số mũi móc ta có nè: 2 3 4 5 6 7 và 8. 8 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Các bạn sẽ lấy cho mình cái số mũi nửa kép lẻ ở mỗi chân này chia cho hai mũi để mình có được cái hàng tăng mũi đầu tiên ở phần vành nón. Chân đầu tiên mà mình cần đâm kim, các bạn sẽ dựa cho mình vào cái chân móc mà mình bỏ qua để móc cái mũi dời á, tức là chân đầu tiên của cái vòng tiếp theo nè. Ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc, một đường móc bên trong và một đường móc bên ngoài. Thì ta sẽ móc vào cái đường móc bên ngoài này cho cái hàng móc đầu tiên của phần vành nón. Chân móc đầu tiên cần đâm kim đó là cái chân của cái mũi mà mình bỏ qua để mình móc mũi dời kết thúc á, là cái chân móc sát mũi đơn ha. Đâm kim cho mình vào đường móc bên ngoài của cái chân móc bên trên đó nè, đồng thời đâm kim luôn vào cái chân của mũi dời, tức là lúc này trên kim của mình có 3 đường móc. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len màu đen ra phía sau, kéo sợi len này qua chân móc ha, kéo qua 3 cái chân mà mình vừa đâm kim nè. Từ đây móc lên một mũi móc xích, sau đó di chuyển kim đến chân mà mình móc mũi dời kết thúc của phần thân nón, là cái chân móc này ha, cũng đâm kim vào đường bên ngoài và móc vào đó một mũi nửa kép.
Thì ban đầu mình có 8 mũi nữa kép mũi chân ở phần đỉnh nón. Khi chia đôi ra mình được 4 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nữa kép. Chân móc thứ hai nè, cũng đâm kim vào đường bên ngoài ha. Ta có mũi nữa kép thứ hai. Tiếp tục mũi nữa kép thứ ba vào chân thứ ba. Và mũi nữa kép thứ tư vào chân thứ tư. Khi móc được 4 mũi nữa kép và 4 chân liên tiếp thì chân thứ 5 sẽ móc 2 mũi nữa kép cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc này ha. 4 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta có 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi nữa kép. Và tất cả đều đâm kim vào chân bên ngoài nha. Nửa kép thứ hai nè. Mũi nửa kép thứ ba. Mũi nửa kép thứ tư. Được 4 mũi vào 4 chân rồi thì chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân. Sau khi đã móc cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng nè, thì nhiều trường hợp á, cái số mũi móc cuối cùng nó sẽ không đủ để mình móc cái cụm ha. Thì các bạn có thể móc cho mình vào chân cuối cùng đó 2 mũi nữa kép cũng được, hoặc là móc một mũi cũng được ha. Thì đối với mẫu này mình sẽ móc 2 mũi vào cái chân cuối cùng luôn. Sau đó đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên ở cái vòng này và móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng. Thì vành nó mình sẽ kết thúc vòng ha, chứ mình không móc xoắn ốc nữa. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc thứ hai mình sẽ móc luôn vào chân móc, chứ mình không móc vào đường bên ngoài nữa nha. Và mình không cần sợi len mà mình đánh dấu nữa nè. Tháo cho mình sợi len ra. Hàng đầu tiên của phần vành nón tăng mũi rồi thì hai hàng tiếp theo mình không tăng mũi, tức là các bạn sẽ móc đều cho mình ha. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới, thì các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi nửa kép. Móc đều tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó sẽ thêm cho mình một hàng móc đều không tăng mũi. Tức là ở cái phần vành nón nè, mình sẽ có một hàng tăng, hai hàng không tăng, một hàng tăng, hai hàng không tăng ha. Nó sẽ móc xen kẽ như vậy. Và cái hàng tăng tiếp theo nè, các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng tăng bên trên nó ha. Hàng tăng bên trên của mình có bao nhiêu mũi mỗi chân thì hàng kế tiếp sẽ tăng tương tự, giống như cái phần đỉnh nón. Thì móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Một hàng tăng, hai hàng không tăng, một hàng tăng, hai hàng không tăng ha. Móc cho đến khi cái phần vành nón nó có được một cái độ dày như các bạn mong muốn và phù hợp với phần thân nón là được. Ở đây mình đã móc được tổng cộng là 6 hàng móc ha. Một hàng tăng, hai hàng không tăng, một hàng tăng và hai hàng không tăng. Sau đó cái vòng kết thúc các bạn sẽ móc cho mình hoàn tất bằng một hàng mũi móc đơn cho cái phần vành nón của mình nó được cứng cáp hơn. Và lúc này cái độ rộng của phần vành nón nó đã đạt được cái độ rộng mà các bạn mong muốn rồi nè, và phù hợp với phần thân nón rồi. Tiếp tục móc cho mình thêm hai cái mắt để trang trí cho cái thân nón mini on nè. Thì cái phần mắt này nó tương tự giống như cách tăng size ở phần đỉnh nón, chỉ khác là vòng đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi nửa kép vào cái vòng đầu tiên, và mỗi vòng thì mình sẽ kết thúc mũi móc ha. Vòng thứ hai thì móc mỗi chân là 2 mũi nửa kép. Vòng thứ ba móc xen kẽ một mũi nửa kép, sau đó là 2 mũi nửa kép ha. Khi móc như vậy thì vòng cuối cùng móc cho mình một hàng mũi móc đơn để mình viền lại cái phần mắt của minion. Làm hai mắt tương tự, sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cố định cho mình phần mắt này vào chính giữa của cái hàng màu đen mà mình thay ở trên phần thân nón nè. Thì mình sẽ có được một họa tiết như thế này. Ở size nón này mình móc cho bé nên mình có làm thêm hai sợi dây ở hai bên hông của thân nón. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc dây ha.
Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len có cái độ dài tầm khoảng 3 cho đến 5 mét. Thì độ dài của cái sợi dây này càng dài càng tốt ha. Sau đó mình sẽ đưa hai đầu chụm lại với nhau và tiếp tục kéo. Thì lúc này khi kéo đến cái đầu bên cạnh, mình sẽ có được một cái nút như thế này. Ta tiến hành đâm kim vào cái chân móc thẳng hàng với cái hàng màu đen nè. Lúc này mình sẽ thấy có một cái đường móc nằm bên trong, là có một cái đường móc mà mình móc cái phần vành ha, còn lại cái mũi này nè. Các bạn có thể móc vào mũi này cũng được, nhưng mà lúc móc mũi này nó sẽ hơi bị lỏng, các bạn sẽ móc luôn cho mình vào cái chân móc này. Kéo cái nút này qua chân móc nè. Lúc này mũi móc của mình nó có hai sợi, các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây móc xích này bằng với cái sợi dây móc xích ban đầu mà mình vừa móc ha. Khi đã hoàn tất được đầu dây rồi nè, để khóa lại hai đầu dây của mình thì các bạn có thể sử dụng cho mình một cái nút thắt. Thì đây là mẫu nút thắt của mình ha. Ấn nhẹ một đầu xuống nè, nó sẽ thấy một cái lỗ. Ta đâm kim vào đây, sau đó kéo cái sợi dây còn lại qua cái lỗ đó ha. Mỗi lần kéo rút lại sợi dây thì mình sẽ bấm cái nút lại nè. Thì cái nút này nó sẽ giúp mình canh chỉnh được cái sợi dây vừa với phần cổ của bé. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất xong một cái mẫu nón mini on như thế này. Đối với mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size để phù hợp cho người lớn hoặc trẻ nhỏ cũng được, hoặc mình có thể đổi màu cho phần thân nón của mình thêm đa dạng hơn ha. Chúc các bạn thành công.